Ê bạn làm gì vậy bạn? Gắn vô chiều chạy thằng xe kia nè. Sao, ồ sao mình có xe chia hả? Bữa nó ngủ mình chạy, nó kêu winner chạy như vùng quầy ra vậy. Bữa nay mình quyết tâm mình hạ nó trong vòng bán kính 200 m. Đều ngon ngon đấy. Gì làm gì à? Quay mày để làm gì? Quay mình làm gì? Thấy lạ lạ ngộ ngộ đang quay chơi. Ôi. Chiều nay bạn rảnh không? Rảnh chi vậy? Đi mình thả nó, bạn đi với mình chứ. Ghê vậy, cắt vậy. Ừ. Chiều nay đi mình nha. Đi đi đi. Ôi ngồi quay phim nữa. Ủa mình như bạn cũng chạy xe chia đúng không? Ừ. Vậy mà biết vậy mình khỏi gắn lòng xe chia bạn mình hạ nó. Mà ớt bại nó kêu winner chạy như một quen vậy á. Không biết coi mình hạ nó trong vòng bán kính 200 m. Còn thấy mình ăn nó được nổi đó. Hên xui chiều chạy mới biết chứ. Không mà bạn đang chạy xe chia mình hỏi bạn thấy nó sẽ khai. Mình sẽ ráp cái bô này vô để mình hạ nó. Thấy ghê chưa? Hả? Chiều ghê lắm đâu. Ghê luôn á. Nè, chiều nắng hai chiều bô. Được mày nhìn thấy ghê quá vậy. Trời, ba nó đuổi mày gắn sao mày? Được. Tao không biết, ba xe cộ tao đâu có rành đâu mày, ngồi mày phá mày làm gì tao... kệ mày, tao đâu biết đâu. Tao cũng mới gắn đâu, gắn sao đâu. Khó ra tiệm kia người ta gắn giùm cho nhanh. Bây giờ đừng bao giờ coi thường người khác thấy không? Đó nên là nó coi thường mình luôn, mình là mình biết con mình gắn này vô mình hạ nó trong vòng bán kính 200 m. 200 m thì thôi, nó từng lùn với mình. Ờ. Mày mày thấy mình ghê chưa? Gặt quá, gặt quá. Trời. Chắc như thế chứ. Ây da. Thấy mày. Thôi bây giờ mình tắt đi ha, mình chuẩn bị gắn. Bây giờ mình đã gắn xong bô rồi. Bây giờ đợi đến chiều thôi mình sẽ hạ con xe chi đó, nó dám sỉ nhục mình hôm bữa. Không, mình chỉ hạ nó trong vòng 200 m thôi. Chứ hơn 200 m luôn chẳng lại nó đâu. Các bạn chờ xem video nha.